Khi giành được bóng, đội tuyển Việt Nam sẽ phản công, tấn công theo chiều sâu với 4 cầu thủ rất mạnh mẽ và có kỹ thuật thiên bẩm. Huấn luyện viên Francisco Neto của đội tuyển Bồ Đào Nha nhận định về đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng châu Âu được đánh giá cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam tới 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn có những nhân tố đủ khả năng gây bất ngờ khiến đối thủ phải thận trọng. Nguyễn Thị Thanh Nhã, người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi vào sự trở lại của Thanh Nhã. Trong trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ, kinh nghiệm của Tuyết Dung Hải Yến và Huỳnh Như là điều cần thiết. Tuy nhiên, cũng bởi đối phương quá mạnh và phần nào là dấu hiệu của tuổi tác, các cầu thủ này hiếm khi tạo ra được sự bùng nổ trong những pha phản công. Bồ Đào Nha xếp trên 11 bậc so với đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là tân binh của World Cup. Sự xuất hiện bên cánh trái của Thanh Nhã sẽ là mối đe dọa lớn. Chắc chắn huấn luyện viên Neto đã có sự đề phòng, nhưng ngăn cản cầu thủ có tốc độ đặc biệt như Thanh Nhã chưa bao giờ là bài toán đơn giản. Nguyễn Thị Bích Thùy, tiền vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn là sự lựa chọn tối ưu bên hành lang phải của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Không phải mẫu cầu thủ quá kỹ thuật nhưng Bích Thùy nhanh nhẹn, bản lĩnh và biết cách xâm nhập vòng cấm hiệu quả nhất. Bích Thùy cũng là cầu thủ hiếm hoi của Việt Nam có thể dẫn bóng sang phần sân đối phương trong trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ. Cô có thể mang đến nhiều phương án tấn công nếu các hậu vệ biên của Bồ Đào Nha chủ quan, dâng cao nhằm hỗ trợ cho việc tìm kiếm bàn thắng. Bích Thùy có thể chính là cái tên được huấn luyện viên Neto nhắc đến như một trong số 4 cầu thủ nguy hiểm nhất của Việt Nam. Nguyễn Thị Mỹ Anh, hậu vệ trái của Thái Nguyên TNT nhiều khả năng vẫn không đá chính. Cô chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 như cách mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã làm ở ngày ra quân. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quên đi sự bùng nổ tiềm ẩn của cầu thủ sinh năm 1994. Mỹ Anh là hậu vệ thuận chân trái hiếm hoi của bóng đá nữ Việt Nam. Nhìn lại SEA Games 32, Nguyễn Thị Mỹ Anh từng khiến các hậu vệ cao to của Philippines khốn khổ với nhiều pha tăng tốc đoạn ngắn và leo biên ấn tượng. Nếu có được ưu thế về sức bền trong hiệp 2, Mỹ Anh có thể bổ trợ rất tốt cho Thanh Nhã trong những pha leo biên và trồng biên. Đội tuyển nữ Việt Nam có thể nghĩ về bàn thắng từ cánh trái. Ngân Thị Vạn Sự, chính Vạn Sự là người chuyền bóng để Thanh Nhã ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Đức trong thời gian bù giờ. Thanh Nhã và Vạn Sự chính là đại diện cho một thế hệ cầu thủ được đào tạo bài bản, có thể chất vượt trội hơn so với đàn chị. Tuy Vạn Sự không cao nhưng tốc độ, sức bền của tiền vệ này đều ở mức tốt, có thể tranh chấp với cầu thủ nước ngoài. Thực tế, Thu Thảo không thể duy trì thể lực để chơi bóng trọn vẹn 90 phút. Cơ hội luôn đến với Vạn Sự trong hiệp 2. Kỹ năng đi bóng của cầu thủ đang chơi cho Hà Nội 1 sẽ mang đến bất ngờ cho các hậu vệ Bồ Đào Nha. Có điều, cô cần phải nỗ lực để có thể đảm bảo cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự.